Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Quý vị khán giả thân mến, mỗi một tuần trôi qua thì lại là một câu chuyện được bày biện ra ở đây. Và không biết rằng tuần này thì chúng ta sẽ được nghe câu chuyện của ai và câu chuyện đó là như thế nào và câu chuyện ấy là câu chuyện gì. Đó, chào em. Sao tự nhiên đó vậy? Đây không phải là hình ảnh của em nha. Dạ, em chào chị Tôn Nhi nha. Đó, 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 đúng rồi đó. Em là Wambo và thường được mọi người biết tới là Wambo Vành Môi. Tên đầy đủ của em là Wambo Trần Huỳnh Phúc. Và em hiện tại đang là đạo diễn, diễn viên, VJ và sắp tới có thể làm ca sĩ nữa. Wow, rất là nhiều lĩnh vực được tham gia hoạt động. Chị tin là mọi người sẽ nhớ về em nhiều với cái nickname, với Vân cái đúng rồi. Ví dụ như là có cái drama gì đó mà nó vừa nổi lên một cái, cái kênh đầu tiên chị search để chị được nghe là cái kênh của em không? Em cảm ơn chị nhiều. Thì đôi khi là em cũng là người làm đầu tiên nhưng mà đôi khi cũng vài ngày sau em mới làm. Đợi cũng hơi lâu nha. Rồi, vậy thì vì sao lại là Wambo Vành Môi? Tên chương trình là Tám Chút Coi. Sau đó bắt đầu là em đi casting cái chương trình đó. Ban đầu người ta không có nói về cái format của nó. Người ta cho em vào đó để mà em hoa hậu. Chào các anh chị ạ. Em tên là Trần Minh Phúc Wambo. Và hôm nay là em sẽ dẫn chương trình Tám Chút Coi. Hôm nay chúng ta sẽ có hạng mục các câu chuyện về showbiz như sau. Sau đó làm như cái năng lượng của em nó tỏa ra để mà người ta nhận biết là tần số thằng bé này nó không phải là như vậy. Đúng rồi, không, cái vai đó không phải của em ơi, nó kỳ lắm. Xong chứ bắt đầu là anh đạo diễn mới nói là em ơi, không mấy em sưng si lên. Tại vì tin về showbiz là nó phải giật gân, nó phải tiền thi. Dạ, để em đổi mood. Dạ, anh chị ạ. Dạ. Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn về cái drama lớn nhất trong showbiz hiện đó đó. Chăm sóc sức khỏe đúng cách cho bạn và gia đình với Doctor Network, nền tảng video y tế được xác thực bởi bác sĩ. Các bạn có tin một điều rằng là tình tiền nó là một cái gì đó rất là thú vị và rõ ràng là trong showbiz không thể nào bỏ qua được cái vấn đề tình tiền được. Đấy, thì khi mà em bắt đầu bung được đúng cái mood em ra rồi thì tự nhiên tên chương trình bị ekip đổi lại thành là Wambo Vành Môi luôn. Vậy nên nó là khẩu nghiệp đó đúng không? Dạ đúng rồi. Thì ban đầu tất cả mọi thứ Wambo Vành Môi nó chỉ là một cái chương trình được sản xuất và với sự hướng dẫn rất là chi tiết và kỹ lưỡng từ phía công ty truyền thông lúc đó. Thì sau đó đến thời điểm hiện tại thì cái sự hợp tác nào nó cũng phải đến lúc ngưng. Cái sự ngưng đó nó cũng vui vẻ cho đơn giản là tại vì cũng đã đến hết cái quý sản xuất rồi. Thì bắt đầu là em mới tách ra riêng và trở thành là một Wambo Vành Môi độc lập. Thì cái tên đó nó đi theo em như thế. Bo có rất nhiều chuyện thưa mọi người. Vậy thì bây giờ tối nay em sẽ quyết định kể chuyện gì. Chứ không là mọi người thức tới sáng với hai chị em mình đó. Em Home, thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Em sẽ một cách vắn tắt giữa Wambo Vành Môi và Wambo đạo diễn. Wambo Vành Môi là một thực thể của giải trí, của viral. Còn Wambo đạo diễn, Wambo diễn viên thì lại là một Wambo của nghệ thuật. Ở đây chúng ta sẽ có một cái câu chuyện về một cái sân khấu nhỏ của em. Thì sân khấu đó em đặt tên là Gánh Nhỏ. Và ở đó là nơi hoạt động song song với lại Wambo Vành Môi. Để mà một bên thì em sẽ kiếm chi phí để mà có thể sinh hoạt ở trong cái giới nghệ thuật. Còn một bên sẽ là nơi giữ cái trái tim của em. Trái tim nghệ thuật đó nó được nguyên vẹn. Gánh Nhỏ là một cái nơi như vậy. Và em tụ họp hết tất cả các bạn trẻ. Những ai chỉ cần mê sân khấu là có thể đến với Gánh Nhỏ, chứ không cần thiết phải là một người có nem hoặc là một người diễn viên diễn quá tốt. Em sẵn sàng training đào tạo các bạn từ số 0 đi lên với tất cả những kinh nghiệm, trải nghiệm và kiến thức của em. Thì khi đó Gánh Nhỏ hoạt động rất là khó khăn. Có bao nhiêu chơi bấy nhiêu thôi chứ cũng không có đầu tư gì nhiều. Em nhận ra được rằng là mình chỉ cần dũa cái bản thân mình. Mình chỉ cần rèn luyện cái tài năng của bản thân mình thì tự động sẽ có người đầu tư là thật. Bản thân em là người có được những nguồn đầu tư rất tốt. Và trong đó có một nguồn đầu tư là của một anh đại gia. Thì anh ấy tất nhiên rồi, người ta bỏ tiền người ta sẽ muốn trói mình. Thì anh mới, vậy là em là người yêu của anh và anh làm tất cả mọi thứ. Sân khấu của em thời điểm mà mới bắt đầu thì nó chỉ là một cái bục gỗ, mấy cái đèn với lại bốn cái màn lên thẳng thành là một cái mặt tiền. Và các bạn thành viên trong Gánh cũng được hoạt động với những trang phục, với những kinh phí, với những dự án nó tốt hơn. Tại vì anh là người đầu tư hết tất cả mọi thứ. Em gần như vận dụng hết tất cả những cái bản chất tối của mình để có thể lấy thật nhiều tiền. Tất cả hành trình của em làm nghề đều là người ta phải chi tiền cho em, chứ không có chuyện mà em đầu tư hay rút từ tiền túi của em ra để làm một cái gì cả. Thì mọi thứ nó đang trong một cái quá trình như thế khá là khô khan. Vậy thì
một người đạo diễn, diễn viên như em lấy cái cảm xúc ở đâu để mà diễn, trong khi đó em đang tồn tại trong một cái môi trường nó quá là kinh doanh, nó quá là thực dụng như vậy. Thật ra là em có một người trong tim, một người đã rời bỏ em 4 năm trước đó. Và cái sự ra đi của họ nó hụt hẫng, đau khổ. Một mối tình gian dở, thường tình gian dở để lại nhiều cảm xúc lắm. Và em đã dùng cái cảm xúc đó để em viết tất cả những vở kịch. Chỉ cần em nhớ về người đó, nước mắt em sẽ tự rơi. Cho nên em biết diễn bi là nhờ vào cái mối tình gian dở đó. Thì cũng chính là người yêu hiện tại của em là ông Gen, cũng thành viên của Gen Nai, người đã bỏ em 4 năm trước. Thì khi mà họ rời bỏ em mà không một lời giải thích thì em nghĩ là họ tệ với em, họ trát em. Và sau đó là em cứ để câu chuyện đó trong lòng, và em cứ lao vào cái mối tình đại gia để mà thôi, ít nhất có tiền, không có đau khổ nữa. Tôi đã mất tình yêu đích thực của tôi rồi, thì tôi phải có một cuộc đời rực rỡ để bù lại cái nỗi đau khổ đó. Cho nên là em lúc đó em chỉ tập trung vào việc làm sao để cuộc đời của mình nó rực rỡ. Và suốt 4 năm lao động thì em có cái sự nổi tiếng nhất định, em có vị trí nhất định, cơ nghiệp nhất định là cái sân khấu đó, cùng với lại một người tình phải nói là tiền bạc và quyền lực. Thì khi em đã chễm chệ trên những cái mà em thích rồi thì người đó trở về, anh Gen anh trở về và anh mua vé đi xem kịch. Mình đang diễn mà cái vở kịch nó lại đang nói về câu chuyện của 4 năm trước. Và thế là anh ngồi với anh coi, em đang diễn mà đang diễn cái sự đau khổ của 4 năm trước, mình đang nhớ lại trong đầu mình, mặc dù nhân vật ra thì khán giả chỉ biết là nhân vật thôi. Mình thấy anh ngồi dưới. Khoảnh khắc đó em như thế nào? Khắc đó phải nói rằng là bên trong em thì vỡ òa, bên ngoài thì chết lặng. Xong chứ bắt đầu là em với lại anh Gen mới nhắn tin với nhau. Thì trong một cái tích tắc em bị giật mình. Quán bo thời mới vô nghề đây rồi. Có nghĩa là cái người đó đi mà họ giữ cái sự thuần khiết nhất của mình họ đi. Tại vì thật ra mình trở thành thiên nga đen là bởi vì đó, vì cái sự đau khổ đó, vì cái hào quang showbiz chia cắt hai đứa vào thời điểm 4 năm trước. Cho nên là mình bị mất đi cái bản thể thiên nga trắng. Và khi đó em nhận ra được vấn đề là à, hóa ra tất cả mọi chuyện và cái sự tiến hóa của mình lý do nằm đây. Vậy là đây là người có thể chữa lành được cho mình. Tiến hóa hay biến chất? Em nghĩ là cả hai đi. Tại vì rõ ràng là nhờ biến chất thì em mới khôn ngoan hơn. Lúc này cứng. Một bên là tiền, một bên là tiền. Đấy. Em đưa anh Gen vô nhóm kịch luôn. Khi mà em gặp lại anh Gen nha, chu cha, không còn là Gen của 4 năm trước nữa. Tàn tạ, nghèo khó. Thấy người năm xưa không. Đúng không? Cảm giác đấy. Và ảnh đang làm công việc văn phòng, chứ ảnh không làm nghệ thuật nữa. Và ảnh gặp em để anh muốn xem em là sau 4 năm như thế nào. Anh không nhận ra được em. Bây giờ em đúng nghĩa là người có hào quang. Em bằng mọi cách thuyết phục anh Gen lấy lại hào quang bằng cách là tham gia vào nhóm kịch của em, để em cho anh cái cảm giác lên sân khấu mỗi tuần, để mà cho anh có được những cái sự tự tin, máu lửa, máu chiến ở lại với nghệ thuật. Bởi vì anh Gen là người có tài. Khi mà đưa em vào nhóm kịch rồi thì mọi thứ càng rối hơn. Gánh nhỏ hai thái cực. Và đây là chính là lúc em bị phản. Một nửa thành viên đã quá quen với chuyện là ăn ngon mặc đẹp từ cái nguồn tiền của cái người đó. Một nửa gánh nhỏ thì lại là những linh hồn thuần khiết tin vào tình yêu đích thực. Em quen cả hai bởi vì em không chắc là anh Gen có thực sự tới với em hay không. Và đặc biệt nữa là những cái công việc dính líu của trong gánh nhỏ với cái người đó vẫn còn. Họ là người đầu tư mà. Mình đang xin lời ra và mình đang hoạt động trên cái nguồn đầu tư đó, đâu thể nào nói muốn rút là rút được. Em cứ tạm trước mắt là cả hai. Nhưng trong tâm em thì trái tim của em là ai thì cũng biết rồi, là một người đang không có gì. Nhưng mà em có dự định để đến một cái ngày gần nhất có thể thì mình chỉ có một đường ngay nẻo chính mình đi không? Thực ra là em đã muốn chia tay cái người đó ngay khi mới gặp lại anh Gen luôn. Tại vì cái người đó em không yêu. Nhưng cơm áo không đùa với khách thơ. Không, thật ra là em không dựa vào cái người đó để mà có cơm áo đâu. Không có người đó em vẫn ổn. Chỉ là có người đó thì tốt hơn thật. Thì đó. Cơm thì cơm trắng với cơm sườn nó cũng có khác nhau. Thật ra cái người đại gia đó cũng không tốt lắm. Ảnh coi em là như là hậu. Và ảnh có rất nhiều phi. Có những người trong showbiz luôn.
Và khi mà em quen ảnh thì cái năng lượng của em, tất cả mọi thứ của em nó không bị phụ thuộc vào ảnh. Cảm xúc của em không đặt trên tay của ảnh, cho nên ảnh thích em nhất và ảnh chọn em là hậu. Nếu hỏi tại sao mà em lừa dối người đó để mà ngoại tình với anh Zen thì em nghĩ rằng là có gì đâu. Tỷ dụ đó là một người tử tế, em sẽ cực kỳ áy náy. Nhưng đây là một người vốn gì đã không tử tế với tình yêu. Tại vì mỗi con Phi, mỗi con Hậu đều là công cụ kinh doanh. Mỗi bà nắm một cái thôi. Thì em là người nắm mảng sân khấu, kịch bản. Người kia lại nắm về âm nhạc, người kia lại nắm về quảng bá. Cho nên vốn dĩ trong đó đã không có sự chân thành ngay từ ban đầu. Nhưng vô tình nó lại tạo ra một cái cớ để những người mà họ muốn phản trắc em, họ sẽ coi rằng họ có đủ lý do, đúng không? Nói chung là thời điểm đó, cái phe mà đã ăn quen ăn ngon mặc đẹp á, họ không thích cái mối quan hệ của em với Zen. Và họ tìm cách để họ phá. Cụ thể? Trong đó có một người em. Thì bạn đó casting vào nhóm kịch của em. Thì bạn đó không biết diễn và là mới chân ướt chân ráo vô đây. Và em là người chỉ cho bạn đó từng nét diễn đầu tiên. Và bạn nó như một bản thể đối nghịch lại với em vậy đó. Em là một người có vẻ ngoài rất là gai góc. Năng lượng của em tỏa ra rất là mạnh và rất là cá tính. Nhưng mà thật ra bên trong tâm của em thì nó lại rất là thẳng, có sao nó vậy, nghĩ gì nói đó. Thậm chí em nói luôn với lại anh đại gia của em luôn mà, em muốn yêu anh. Anh nghĩ sao người như anh mà em yêu vậy? Em vẫn là người yêu của anh, em vẫn là người tình của anh, em vẫn làm tròn trách nhiệm của em đối với anh. Nhưng em không yêu anh. Thế cho nên là mới được để lại làm hậu. Ừ, đúng rồi đó. Em cũng không tranh sủng hay em không tranh gì cả. Ok, các chị cứ ăn, đó là việc của các chị, em không quan tâm. Bắt đầu là cái người em đó, ban đầu thì còn kiểu dấu dấu mập mờ, nhưng mà em nhìn em biết chứ. Tự nhiên ngồi gấp đồ, quần áo, trang phục diễn mà của các anh đó, anh cấp qua. Rồi cứ ảnh lên đi là bắt đầu mặc e thẹn, ngại ngùng các thứ. Thì lúc đó là em đã trong quan hệ với anh Zen rồi. Em nhìn tới, hiểu rồi. Xong chứ em cũng thử một cái phép thử. Em mới nói là bây giờ em thấy con bé đó, thằng bé đó thích anh. Thấy sao? Thì anh nói là đâu anh đâu thích nó đâu, này cái kiểu. Nhưng mà dần bé nó thích anh thì sao? Anh có thể tuyển thêm Phi mà, có sao đâu. Thì anh thấy là mình bật đèn xanh mà, mình sấn vô. Người em đó cũng thấy mình bật đèn xanh mà, cũng sấn vô. Và em đã đưa ra một cái phép thử nữa cho cái người kia luôn. Em nói rằng là mày có gì với người yêu của tao không? Thì bạn đó nói là không có gì hết trơn á. Xong em mới nói là giờ người yêu của tao hình như có ý gì đó với mày. Tại vì biết sao không? Trước đó em đọc được tin nhắn rồi. Em chốt rồi, tỏ tình nhau các thứ rồi. Cho nên là em mới nói là bây giờ mày không thích ổng, mày chê ổng, vậy giờ ổng có một cái dạng là một cái đầu tư cho một cái lớp đạo diễn nó rất là mắc tiền, thì học không? Học không? Làm không? Để, tại bây giờ ổng đang mê mày mà, thì bây giờ mày xài ổng đi, tao cho mày xài mà. Xài. Nhảy vô ăn ngọt xớt luôn. Giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình ạ. Tên em là Lê Thị Thơm. Công việc của em là điều dưỡng, làm tại bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang. Trình độ của em là đại học. Quê quán của em là ở An Biên. Kiên Giang luôn đó đúng không chị? Dạ đúng rồi. Rồi mình nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình giùm em nha. Điểm mạnh hả? Điểm mạnh của em là kiểu mình có trách nhiệm trong công việc, vui vẻ, hòa đồng. Điểm yếu thì chắc hơi nhút nhát quá. Điểm yếu của em là hơi nhút nhát thôi. Em không có những cái gì nổi trội, ví dụ như văn nghệ rồi là mình không biết. Rồi, chị tự chủ động chia sẻ đi ạ. Tụi em sẽ lắng nghe nhiều hơn ấy. Dạ. Yeah. Có nghĩa là chị có thể chị hỏi thì em biết đường trả lời. Em hỏi rồi đó, đường tình duyên của chị á. Em hỏi con câu thôi nhưng mà chị phải chủ động đi chia sẻ. Ví dụ đường tình duyên chị thì như thế nào, rồi chị đã yêu bao nhiêu mối tình rồi, tại sao chia tay, mình chia sẻ nhiều giùm em ha. Được, đường tình duyên có thể là em không có được nhiều mối tình tại vì đi làm không mà không có chị thời kết hôn là... chưa? Chị từng kết hôn chưa? Chưa từng kết hôn. Vậy được bao nhiêu người, tìm hiểu bao nhiêu người rồi?
được khoảng hai người nhưng mà không Rồi. hợp thì thôi mình dừng Đúng lại. rồi, thì bây giờ chị lên chương trình thì là không hợp rồi, nhưng mà cụ thể là quen bao lâu rồi, tại sao mà không hợp, là không hợp cái gì cụ thể ra đó chị? Nó thấy là mình quen xa quá, một cái khoảng cách xa quá mà Ở quen đâu mà khoảng xa? tìm hiểu hay ở nước ngoài Rồi quen được bao lâu? Cái mối đó quen khoảng được bao hai lâu? năm khoảng 2 năm Trời ơi, 2 năm luôn, nếu mà xa không được đúng thì thôi 6 tháng chia tay rồi, rồi. sao tới 2 năm mà tại chia tay mới chia tại tay? vì người chung tình mà Là sao lúc đó chị quen làm sao mà cuối cùng như thế nào mà chia tay? mình quen thời gian rất là lâu khoảng 2 năm, xong rồi mình đề nghị là kết hôn, nhưng mà cái bên kia người ta kiểu như quen thôi thì được, nhưng mà kết hôn thì người ta không có đồng ý, nên mình Chị quyết quen định anh đó dừng ở lại đâu? ở Người ta Mỹ. đâu có ý định lấy chị đâu. Ở Mỹ Ừ, là chị quen trong trường hợp ừ. nào đó, là chị biết họ có thật Trường sự độc hợp thân hay không? là Ừ. họ độc thân chứ mình không biết do cái điều kiện cuộc sống của họ sao, nhưng mà hay là sức khỏe hay sao mà họ không có, họ sợ có nghĩa là họ sợ họ không có sống được lâu dài với mình đó, nên họ không 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 chấp nhận cưới nên mình dừng lại. Là họ lớn hơn chị nhiều tuổi lắm hả? Hay là sao? 12 tuổi 12 tuổi mà chị 84. Lớn hơn là bốn mấy 50 thôi chứ có gì đâu mà sợ dạ hơn vậy. Vậy nhưng mà tại sao duy trì suốt suốt 2 năm em cho nó mất thời gian? thì tại vì em đi làm á, em đi làm nhiều nên không có thời gian, thì cứ quen để đó. Trời ơi, quen để Có đó nữa. Rồi anh đó một năm có về thăm chị được lần nào không? một Gặp được mấy lần? năm dạng lần, À có thể rồi, có thể 2 lần nữa, về thì về được thường xuyên, nhưng mà cưới thì họ mình đề cập cưới thì họ lại từ chối. vậy sao chị chắc chắn là anh ta không có vợ bên đó? Có người quen, À, có người người quen của quen giới chị bên thiệu đó. ừ. Ừ, có thể chị nghĩ là cái tình cảm có khi là nó không có đủ không, chứ làm sao mà đàn ông lại không muốn cưới vợ? Mình không Ừ. hiểu họ như thế nào nữa, với cái cách Nói chuyện sống có nhiều xa không? quá. Ví dụ như yêu xa vậy thì chị gặp, Có chị gọi, chị nói chuyện nhiều không? có nói chuyện Tuần được mấy lần chị? Lần mấy tiếng? có thể ngày nào cũng nhắn tin, có khi là gọi điện nữa. Gọi nói được mấy câu? Có thể là giờ nào em rảnh, em ra Ừ. trực hay gì đó, em ra trực em rảnh thì em có thể nói chuyện. Còn nếu ngày Ừ. nào mà công việc của em bận lắm, nhiều khi đi trực về giống như bữa nay là em ra trực thì nó rất Ừ. là mệt mỏi, rất là mệt mỏi. Mình ngủ cả ngày trực bệnh viện, Ừ. mà chị biết là trực một ngày mình có thể ngủ có khoảng 2 ngày nó còn mới lấy Ừ. Cho nên cũng ít nói chuyện với cái anh đó đúng không? yeah. Em nghĩ là vậy. À. Ừ. Rồi rồi à. Người người thứ hai thì sao, mối tình thứ hai Người sao? thứ hai có thể là do cái quá trình mà em học đại học đó, là mình đi học mình lướt web nè, cái mình quen ở trên app trên mạng trên Zalo á, sau đó cái em dẫn, bởi vì cái bản tính em giống kiểu như là mình chung tình như thế nha, xong cái em quen qua app mà chỉ nhắn tin gọi điện không, nhưng mà em chấp nhận em quen đúng 7 năm là cái Mà người quen đó người qua thứ chắc nhất đó thôi. nha. Đúng rồi, em không thấy mặt, tại vì cái người đó luôn là lấy lý do là để là những cái lý do khác để mà không có cho mình gọi gọi Ừ. video để thấy mặt, mà chỉ nhắn tin có gửi hình rồi thôi. Nhưng mà em vẫn do thời gian mình đi học nữa, mình cũng quen rồi mình học thôi, mình cũng không có ấy, mà kéo dài khoảng 7 năm trời. Rồi Tới sao mà hồi chia tay? Ừ. em mới đề cập, em mới nói là cái thời buổi như thế này mình nó không có gì là không thể, tại vì người ta lấy lý do, ví dụ như là người ta nghĩ, người ta nói là người ta chở chị gái của họ đi công việc gì đó mà vô tình nghe điện thoại nên hả, vì một cái tai nạn đó mà làm cho cái chị gái của cái người đó mất, nên cái sự ám ảnh, nên đến cái thời điểm đó người ta không sử dụng được gọi điện thoại, lấy lý do đó thì mình là một cái người ngành y thì mình rất là thông cảm, xong cái mình cũng chấp nhận như vậy thôi, quen được 7 năm.
tới cuối cùng mình cũng đề cập á, là cưới xong cái không có đồng ý, rồi cuối cùng mình nhận ra, mình dừng lại, mình kết thúc và mình nhận ra rằng á, là cái người này là giống như kiểu nữ, một người nữ đã thích mình mà giả như vậy đó, mà dặn dép hình đàng hoàng luôn chứ không phải là một cái người nam, nên em dừng lại luôn. Đó là hai mối tình, đó là nó hai mối tình, đó là nó không có gì là ý nghĩa chứ em. Rồi ok chị, bây giờ thì chị muốn tìm một người như thế nào? Rồi tại sao làm trong đó mà không có người mà phải đăng ký chương trình? À, thứ nhất là mình không có thời gian để đi chơi, để tìm hiểu những cái môi trường mà có những cái người mà tương xứng phù hợp với mình, à, để tìm hiểu á. Cái thứ hai là môi trường trong đó toàn là người bệnh đi không à. Lúc trước thì em làm bên người lớn, chăm sóc người lớn, giờ thì em đã chuyển qua làm cho em bé. Và mục đích của em là muốn nhờ chương trình là muốn tìm cái người, những cái người như là quân đội nè, công an nè, hoặc là những cái người bên làm viên chức nhà nước nó ổn định và chưa từng kết hôn giống như em, nhưng mà một cách nghiêm túc. Chưa từng kết hôn thì tuổi tác lớn hơn chị hay là bây giờ bằng tuổi nhỏ hơn chị được bằng không? bằng tuổi hoặc lớn hơn, nhưng mà nhỏ hơn thì chắc không được. Tại cái tuổi chị bây giờ người ta kết hôn hết rồi chứ có còn độc thân đâu mà bây giờ yêu cầu cái đó. Cái thời gian nó đã thay đổi rồi, mình cũng thay đổi mình mới lấy được chồng chị ơi. 10 năm trước chị yêu cầu độc thân thì được. Còn bây giờ chị là bao nhiêu rồi? 84 là đã bao nhiêu rồi? 30, 38, hôm nay 39 À, 39 gần 40 tuổi rồi mà ông nè. lớn hơn chị bốn mấy mà còn 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 nguyên si mà chưa có kết hôn, là em nói thiệt chị cũng không rớ vô nổi đâu, tại vì ổng khó Mấy chịu người lắm, ổng hay vậy chị biết cũng không? cũng khó chịu lắm, mấy không lấy đi. Em cũng Nha, biết, ai biết cho đâu nên cũng có người là hiếm thì không, sao. nếu mà chị muốn tìm á thì chị phải có một cái thay đổi về cái quan điểm trong cái cách chọn lựa yêu cầu của mình. 10 năm trước chị mới 29 tuổi thì còn còn khác, hiểu không? Còn bây giờ thì nó khác rồi. Còn nếu mà giữ nhiên chị giữ cái quan điểm này á, thì tụi em giữ nhưng mà mãi mãi chị tìm không ra, chị không lấy được chồng, chị hiểu ý em nói không? Có nghĩa Ừ, cho nên là là mình phải dựa vào cái thời cục nữa chứ không phải là mình yêu cầu thôi, không phải ở phía chị không đó em đó nghĩ nó cũng nha. rộng lắm, em nghĩ nó cũng rộng lắm. Nếu mà có cơ hội thì sẽ gặp người bằng tuổi hoặc là nhỏ hơn một tuổi, 2 tuổi cũng được. Còn ví dụ như chị phải được có cái sự chọn lựa thôi. Ở đây mình như chị đã thấy là lớn tuổi hơn ít khi nào mà người ta độc thân đó, mà độc thân người ta sẽ chọn một cái cô nhỏ hơn nhiều, đúng không? Nhỏ hơn nhiều và sinh con đẻ cái tốt hơn. Cái này em làm em biết nó thật sự là như vậy. Cho nên nếu mà mình có thể du di được đó, ví dụ anh đó anh ly hôn cũng được, nhưng mà điều kiện kinh tế anh tốt hoặc là những cái còn những cái vấn đề khác nữa. Còn độc Cuộc thân mà sống công việc còn lông bông này nọ kia thì cũng đâu có thể chọn á, được, đúng thế không? đối với em á, về kinh tế về cuộc sống em không cần họ lấy một người quá giàu có nữa, em tự lo được bản thân cho mình, em chỉ cần tìm người thật sự phù hợp. Tại vì Rồi, phù hợp là bản do mình tìm hiểu nha, chứ em cũng thấy trong cái cách chị tìm hiểu là nó đang chưa có được ổn ấy. Có nghĩa là cái cách mình tiếp cận rồi mình xác định mục tiêu nó hơi bị hỏng bét quá, nó mất thời gian của mình lắm. không có thời gian mà lại gặp những cái người nên nó làm mất mất Không có cái thời gian tuổi nên đôi tuổi khi là chị xuân không của sàng em lọc được, thì mình phải đó. để vô nhiều mình mới sàng lọc được giống tốt. Còn còn có nào chị hốt ở đó rồi đôi khi nó tào lao, hiểu không? Đúng rồi, Ừ, bởi vì mình khó thì mình phải, cho nên em mới nói là nên mở mở rộng vòng tay ra để cho mọi người có thể dễ tìm hiểu. Nhưng mà trong cái quá trình đó chị sàng lọc là chất lượng thì nó tốt hơn. Đó, thì cái đó là khuyên của em thôi, còn tùy chị. nhưng mà theo em hỏi chị, sàng lọc là như thế nào, mình cần Sàng lọc phải hả? hiện tại bây giờ mình sàng lọc là như thế Sàng nào? lọc là chị phải có hàng với mới sàng lọc. Ví dụ bây giờ hạt giống cũng vậy nữa, chị chọn những hạt giống tốt chị bỏ những hạt giống xấu, đúng không? Còn chị không có để chị sàng lọc, chị vô cái cửa hàng quần áo vậy, nó quần áo mà nó nhiều á thì cái cơ hội chị chọn được đồ đẹp nó mới nhiều. Còn chị vô có một cái hai cái thì buộc lòng chị mua luôn, dù là nó, chị hiểu ý em nói không? Bây giờ là Không, buộc lòng mua hả? đúng rồi, nếu chị không có quần áo mặc chị phải mua nó thôi, đúng không? Nói chung là chị có thể lên chị xem thêm một số cái clip về về cái vấn đề này, về tình yêu hôn nhân gia đình, mình học thêm những cái kiến thức, tại em là chuyên gia tâm lý, ở đây là cái vấn đề ở bên ngoài thì em thấy chị vấn đề của chị em giới thiệu một chút xíu vậy thôi ha. Còn tại với cái góc độ chương trình mình không có nói nhiều được.
đó. Dạ, thì theo em thì cái nguyện vọng của em là cũng nhờ chương trình, nếu mà tìm được những người như Rồi bên vậy em ghi đúng nhận đúng rồi. cái yêu cầu của em thì được, còn không thì em chấp nhận em sống vậy luôn quá. Ok chứ rồi rồi, chứ bên em mình kết nếu mà chị được dạ chọn á sẽ có người liên lạc lại trao đổi thêm với chị nha. Nhưng mà như dạ em nói vậy đó, cái cuộc sống mình thì mình lập gia đình nó là một cái điều rất là thiêng liêng. Còn nếu như cái quan điểm mình nó cứng nhắc quá thì đôi khi mình sẽ không gặp được những người tốt. Cái sàng lọc ở dạ đây cũng có thể là cái việc đó mà chị tham gia chương trình, chị cởi mở hơn với những tiêu chí của chị. Tiêu chí của dạ chị như vậy từ xưa giờ chị có tìm được ai đâu mà chị giữ nguyên. Một bài toán, một công thức thì y chang vậy, chị đi theo cách giải cũ nó ra kết quả bí y chang vậy đó. Còn nhưng tùy chị thôi, ở đây mà tụi em ghét là muốn được thành đôi nhưng mà nó phải thay đổi tư tưởng rồi một chút xíu. Chứ còn giữ y xì vậy vô đây ai cũng khó hết đó chị, không phải mình chị khó đâu. Hiểu không? Vô đây cái tiêu chí ở ngoài chị khó 10, chị vô đây còn 5 thôi thì chị mới lấy được chồng. Còn vô mà chị khó y chang 10 ở ngoài thì ở ngoài chị tìm là dễ đó mà còn không ra thì vô đây làm sao có được. Ha. Rồi ok, cảm ơn chị Thơm nhiều nha, phần check in với chị cảm xong ơn rồi đó. chị. Rồi em cảm ơn Cảm chị. ơn chị. Dạ rồi. À để rồi rồi Tư vấn tâm lý hay hả hả cô ba hết thuốc.